Các linh cung đi làm không có tóc á. Và bây giờ ăn các cháu đây. Không, người ăn giáo thì mình chạy. Đi chợ đi, mẹ cứ đứng đây. Không phải mua được, không nên không chiếm. Rồi bây giờ sau cái tặng hoa rồi tới chương trình tặng bánh rồi hút nến rồi hút nến kỷ niệm anh em.
đến nửa đồng hồ rồi. Áo rồi. Con áo. Ôi à. Ăn trước đi. Ấy, anh ăn hết rồi. Rồi. Đang ăn hết rồi. Bát này thằng Phụng nó ăn đi. Thôi để ý ăn này nha, đừng ngoái nha. Đấy rồi. Tập trung ăn này. Đấy mà ăn lâu thế. Ăn nhiều gì rồi. Đi xoài. Mày gà ăn kiểu này tí chắc phải mang về. Đây, bỏ đi mà. Đâu. Chơi mẹ gà xé thì được, bẻ ra mà ăn. Thôi để nó nguội nào, kệ nó nguội đi ăn bực nha. Hả? Hả? Cắt đi, sẽ cắt xé mẹ rồi mà ăn. Không, anh tự xé ăn. Không, thì làm miếng.